Hello quý vị và các bạn thân mến, chào mừng quý vị trở lại kênh của Tony sáng thứ tư ngày 1 tháng 2 năm 2023. Chúc quý vị một ngày thứ tư an lành, mạnh khỏe và hạnh phúc nhé. Trở lại các phần tin tức buổi sáng ở Mỹ ngày hôm nay, Tony xin phép được chia sẻ và cập nhật những các thông tin nóng nhất, mới nhất về tình hình của nước Mỹ, về cuộc sống của người dân Mỹ và những sự kiện diễn biến nóng bỏng đó đang xảy ra, bao gồm những nội dung sau đây. Nội dung thứ nhất, lại một lần nữa nhà tổng thống Trump bị đột nhập, quý vị ơi vì sao, tại sao và ai đột nhập. Nội dung thứ hai, dồn dập tin buồn cho chú Buri, kỳ này Mỹ chơi lớn thật rồi. Nội dung thứ ba, rầm rộ hàng chục người chết, hàng chục người bị thương đầu năm vì người Việt xả súng và người Việt này đã bị bắt. Đó là những vấn đề mình sẽ chia sẻ sau đây, mời quý vị theo dõi cũng như thường lệ. Nếu thấy thông tin hay, please bấm nút chia sẻ để bà con chung quanh chúng ta cùng nhau cập nhật. Và đừng quên để lại một cái like, viết và chữa bình luận để chia sẻ ý kiến của mình đến với tất cả mọi người. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Sau đây mình sẽ đi vào cái nội dung thứ nhất, tình hình chiến sự tại Ukraine. Thì trong suốt mấy ngày vừa qua, chú Buri đã bị thất bại nặng nề và thiệt hại ê chề. Bên cạnh đó, chú còn bị dồn dập tin buồn này đến tin buồn khác. Trong 24 tiếng đồng hồ vừa qua, chú đã nhận một cái tin nó gọi là cực sốc. Đó là xe tăng thiết giáp của Mỹ và Đức đang on the way đến Ukraine. Và bây giờ chú không biết làm cách nào để chặn những chiếc xe tăng này, cho nên nguy cơ chú bấm hạt nhân rất là cao. Rồi, chưa hết đâu quý vị. Vào ngày hôm qua, buổi chiều ngày 31 tháng 1, theo như tờ báo Reuters cho biết, hàng loạt các quan chức cấp cao của Mỹ mới vừa tiết lộ là Mỹ đang chuẩn bị cấp cho Ukraine một cái gói viện trợ mới trị giá khoảng 2,2 tỷ đô la. Thì theo như dự kiến cho biết là trong cái gói viện trợ này bao gồm những cái rocket tầm xa mà trong bấy lâu nay Ukraine yêu cầu mà Mỹ chưa có cho. Rồi, bên cạnh đó có những vũ khí tối tân, ví dụ như là hệ thống phòng không Patriot và pháo dẫn đường chính xác cũng như tên lửa chống tăng Javelin. Kỳ này coi bộ Mỹ và phương Tây họ quyết định chơi lớn trận cuối rồi quý vị ơi. Tại vì trong 12 tháng vừa qua, chú Buri đã bị thất bại nặng nề và thiệt hại ê chề lẫn kinh tế và chiến trường. Kỳ này nếu mà Ukraine được những cái vũ khí tối tân này thì có bộ chú Buri khó mà đạt được những gì mà chú đề xuất ra. Thì đây cũng là một cái thông tin dồn dập tin buồn cho chú Buri. Rồi, đó là cái nội dung thứ nhất, tình hình chiến sự tại Ukraine. Bây giờ mình sẽ đi vào cái nội dung thứ hai, nó liên quan tới nhà của tổng thống Trump. Trong suốt thời gian vừa qua, sau khi chú Bảy lọt vào được Tòa Bạch Ốc thì hết chuyện độc và lạ này đến chuyện độc và lạ khác. Chưa bao giờ trong lịch sử của đất nước Mỹ mà có cái chuyện nhà một cựu tổng thống mà bị FBI, Bộ Tư pháp đột nhập vào trong lúc chủ nhà không có ở nhà. Thì nó đã làm xáo trộn cả đất nước Mỹ trong thời gian vừa qua. Bên cạnh đó, đùng một cái thì cũng có rất là nhiều người không biết được sự chỉ thị của ai đó cũng đã lén lén đột nhập vào nhà tổng thống Trump và cuối cùng thì họ cũng đã bị túm. Rồi, vào ngày hôm qua, lại một lần nữa, một người đàn ông tên là Warnock, 25 tuổi, đã đi vào cái khu vực gần cái phòng ngủ của tổng thống Trump. Tức là cái ông này cũng lén vào nhà cái biệt thự ở Mar-a-Lago và ông lén lại gần cái phòng ngủ của tổng thống Trump. Ông cố gắng để mà tiến sát lại gần tổng thống Trump, nhưng cuối cùng thì ông ta đã bị bắt vào khoảng 12 giờ đêm. Nhưng mà theo như cảnh sát cho biết thì cái mục tiêu ông này tiến lại gần tổng thống Trump, đột nhập vào không biết để làm gì, họ đang điều tra quý vị nhé. Và không biết ông này được sự sai khiến của ai, được sự coi như là điều khiển của ai, một cái thế lực nào hay là một người nào đó, thì bây giờ họ chưa có biết. Thì theo như tờ báo ở tại tiểu bang Florida cho biết là ông Warnock này
ông khẳng định là ông ta cần nói chuyện với Tổng thống Trump, nhưng cuối cùng thì ông ta đã bị cảnh sát bắt. Rồi đó là cái nội dung thứ hai. Bây giờ mình sẽ đi vào cái nội dung thứ ba liên quan tới người Việt ở Mỹ, mà mình gọi nôm na hai chữ là Việt Kiều đó quý vị nhé. Thì vào ngày hôm qua, Mỹ họ đã tóm được một người Việt Nam. Ông này đã gây ra một cái vụ xả súng rầm rộ trong cái ngày Tết Nguyên Đán của người Việt, và ông ta đã giết 11 người chết ngay tại hiện trường và 10 người khác bị thương. Cuối cùng thì ông ta cũng đã bị tóm vào ngày hôm qua. Sau đây mời quý vị nghe nhé. Thì ông này tên là Hủ Can Trần, 72 tuổi. Ông ta đã bị cảnh sát thành phố Los Angeles bắt. Và ông cảnh sát trưởng thành phố Los Angeles tên là Robert Luna xác nhận là cái ông Hủ Can Trần này đã tự sát. Tức là sau khi mà ông ta gây ra cái vụ xả súng và cảnh sát truy lùng ông ta, và cuối cùng khi cảnh sát vừa chụp được ông ta thì ông ta đã tự sát chết. Ông ta đã đi đến một cái công viên tên là Monterey Park, và ông ta đã bắt đầu xả súng bằng một cái cây súng máy, và ông ta đã giết 11 người ngay tại hiện trường và 10 người khác bị thương. Sau đó thì ông ta tẩu thoát, cảnh sát đến hiện trường truy lùng ông ta, và cuối cùng thì họ đã phát hiện ra ông ta, thì sau đó ông ta đã tự sát chết ngay tại chỗ. Theo như cảnh sát trưởng cho biết thì cái ông này sống trong cái khu vực này và không biết gì cái lý do gì đó, hay nôm na không hiểu gì chuyện gì đó, thất tình hay là thù hận hay là nôm na, thì bây giờ cảnh sát người ta đang điều tra. Nhưng ông ta đã gây ra một cái vụ xả súng ngay tại cái nơi mà người Việt đang tổ chức cái Tết Nguyên Đán nhằm mùng 1 Tết luôn quý vị ơi. Cái thành phố Los Angeles cách khoảng 13 km về phía đông, khoảng 22 giờ đêm, ghê gớm quá. Thì đây cũng là một cái thông tin giật gân giật cốt cho người Việt ở Mỹ của chúng ta. Rồi sau giờ phút nhanh gọn lẹ buổi sáng ngày thứ tư, tôi này cập nhật và chia sẻ những cái thông tin liên quan tới tình hình chiến sự tại Ukraine, tình hình của đất nước Mỹ cũng như là tình hình của người Việt ở Mỹ. Tôi này cảm ơn quý vị rất nhiều đã bỏ ra thời gian quý báu trong cuộc sống để xem cái video này. Nếu thấy thông tin hay, please bấm nút chia sẻ để bà con chung quanh chúng ta cùng nhau xem. Và đừng quên để lại một cái like, viết và chữ bình luận để chia sẻ ý kiến của mình đến với tất cả mọi người. Bên cạnh đó thì tôi này xin thông báo, tôi này có cái channel tên là Tony Lê Houston, chia sẻ về cuộc sống người Việt tại thành phố Houston, công an, việc làm, cách đầu tư, cách make the money, dân dân và dân dân, kinh nghiệm của bản thân mình. Chia sẻ lại với quý vị xem cho vui, xem để biết, xem để giải trí. Và nếu thấy hay, thấy hữu ích thì quý vị cũng đừng quên bấm luôn cái nút đăng ký của channel để ủng hộ tinh thần cho Tony nha. Chút xíu nữa Tony sẽ để cái đường link của channel Tony Lê Houston bên dưới cái phần bình luận. Quý vị click sẽ dẫn đến channel, vào bên trong đó xem cho vui. Have a good day. Thank you.